Hôm qua, Lạc Hồng vừa tiếp nhận một trường hợp tờ Kenbo KCD bị chảy nhớt. Nhân tiện đây, anh chị hãy cùng chúng tôi điểm qua một số nguyên nhân gây ra tình trạng này. Đặc biệt, nguyên nhân cuối cùng có thể nhiều người đã từng mắc phải. Thứ nhất, phớt chặn có thể bị lệch ra khỏi vị trí, hoặc sau thời gian dài sử dụng, phớt quá mòn mất đi chức năng vốn có. Lúc này, người dùng chỉ cần thay phớt mới là dùng bình thường. Thứ hai, nứt linh kiện bên trong. Hộp số có thể bị nứt do va chạm trong quá trình nâng hạ, dễ gây hiện tượng rò rỉ. Anh chị nên liên hệ với bên cung cấp để được kiểm tra chính xác vấn đề bên trong. Thứ ba, sử dụng nhớt không phù hợp. Tờ Kenbo KCD sử dụng loại mỡ hạt dầu cầu đặc. Vì thế nếu người dùng sử dụng nhớt dạng lỏng, nhớt sẽ dễ bị xì ra bên ngoài. Điều sau đây sẽ khiến một số khách hàng thắc mắc vì sao các bên cung cấp không thêm nhớt đầy đủ cho sản phẩm trước khi bán. Bởi trong quá trình vận chuyển, tờ có thể bị rung lắc khiến nhớt chảy vào motor, dễ gây cháy thiết bị khi khởi động. Tuy nhiên, không chỉ riêng với dòng KCD mà hầu hết các loại tờ điện đều không được tra dầu trước. Lạc Hồng mong những giải đáp này sẽ giúp anh chị tránh những sai sót không đáng có trong quá trình sử dụng. Nếu còn câu hỏi nào khác, anh chị vui lòng để lại lời nhắn hoặc liên hệ trực tiếp với Lạc Hồng để được tư vấn chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.